Khương xin chào các anh chị em trên toàn quốc đã đến với kênh YouTube của Khương. Và hôm nay Khương có thời gian, Khương chọn lọc lại và chia sẻ cho các anh chị em những cái dòng sao cả nó thông dụng và hát hay trong vòng 5 năm qua. Thì 5 năm qua Khương cũng đúc kết ra được một số cái dòng sao cả và hợp với túi tiền của mình. Trước tiên Khương sẽ nói từ cái sản phẩm cho các anh chị em để các anh chị em tìm những nơi nào gần nhất để mua. Vì trên mạng họ chỉ hát bằng phần mềm, hát ảo và để mình đăng. Khi mình nhận hàng về mình hát không được như vậy thì họ lại bảo là tại anh hát dở. Như vậy cái quề tiền mình đâu có làm được gì họ đâu, tại vì sản phẩm đâu có hư hao gì đâu. Đó là một cách đổ lỗi cho shop, để đổ lỗi cho khách. Và Khương đặc biệt chú ý, Khương nói thẳng với khách, 5 năm nay Khương bán hàng, Khương chưa bao giờ biết hát qua một phần mềm nào cả. Vì mình hát như phần mềm, mình xài phần mềm của B5, bây giờ của B10. Về khách không có máy tính, thứ nhất. Cái thứ hai, người lớn tuổi, họ không biết sử dụng, rất là bất tiện cho họ. Và họ hát không được như mình, như phần mềm như mình. Rồi họ về, họ lại la gầy mình, tại sao như vậy vân vân. Nên Khương 5 năm nay, Khương bất kỳ sản phẩm nào, Khương đều hát bằng cái điện thoại của mình, test cho khách trực tiếp từ cái clip, làm clip cho khách hát rõ ràng trên điện thoại, về khách hát hay hơn mình nhiều. Thì như vậy sản phẩm của mình họ sẽ khen và ủng hộ hơn, như vậy mình sẽ tồn tại mãi mãi, đúng không ạ? Sống và sống thẳng và sống thật như vậy. Rồi không nói nhiều mất thời gian của anh chị em, Khương sẽ làm từ cái sao cạc cho em nha. Trước tiên Khương sẽ làm đây là sản phẩm sao cạc V8. V8 thì 3 năm nay Khương sử dụng V8 thì nói chung cái dòng sản phẩm này nó rất là thấp tiền, đúng không các anh chị em? Tại vì trọn bộ nó chỉ có vài trăm ngàn thì mình hát dược với túi tiền của mình. Nó chỉ hay hơn những cái mic 3 chăng thôi, những cái hai mic 3 chăng. Cái độ hay của nó thì chỉ có ngang với C25 hiện tại nha. C25 thì Khương cũng đã rất là nhiều anh chị em đã biết C25 của Khương làm clip cho khách trên mạng rồi, khoảng mấy trăm clip C25 đúng không ạ? Nên khách đã rất là hiểu rồi. C28 này các anh chị em muốn hay thì các anh chị em phải tìm những nơi nào gần nhất và kêu họ bán cho mình thêm sợi dây ba màu, hoặc là tặng cho mình sợi dây ba màu để mình về mình thay thế, mình cắm vào cái lỗ này mình thay thế nha, để hát cho nó hay. Chứ đừng có nên xài dây clip của sản phẩm V8 nha. Dây clip là hai cái lỗ này đây, hai lỗ dẹp này đây. Các anh chị em có mua sản phẩm thì những nơi nào gần thì xài, kêu họ gửi cái dây ba màu cho mình, như vậy là hát đã rất là ok. V8 thì nó có 4 loại V8, nhưng mà Khương cũng nói rõ luôn, các anh chị em nói rõ nó cũng không chênh lệch giá, thì cái tụi Trung Quốc nó ra nhiều mẫu mã để nó lừa người tiêu dùng của mình thôi. Nên V8 các anh chị em xài V8 nào nó cũng như nhau thôi. Còn Khương có cái kỹ thuật, Khương có độ vang thì Khương đã có clip cho anh chị em rồi. Thì cái đó thì bên Khương này đặc biệt thì Khương sẽ độ vang cho khách cái V8 này nha, nếu mà khách mua. Tiếp theo Khương sẽ nói phần bên Tự Hưng đứng nha. K10. K10 thì các anh chị em hiểu rõ rồi. Quá trời thông dụng của Khương, khoảng 4 năm nay Khương bán K10 thì anh chị em đã hiểu sử dụng rồi, rất là tuyệt vời không ạ? Và Khương sẽ đón K10 này sẽ tồn tại thêm vài năm nữa, vẫn chưa có xuống, vì sản phẩm này nó chỉ ra thêm mẫu mã khác thôi. Đây nó sẽ ra thêm bản tiếng Anh K108 nha, chất lượng cũng như nhau, hai cái mẫu này cũng đều như nhau, nên các chị em hợp túi tiền của mình. Cái sản phẩm này thì hơn 1 triệu rồi, tại vì sản phẩm bộ nguyên một bộ hát thì tầm 1,4 triệu đến 1,5 triệu được gửi, là sản phẩm của thằng K10 bây giờ nha. Hai cái sản phẩm này nó không chênh lệch giá nha. Cái K108 thì nó chỉ cao hơn 20-30 ngàn nhập vô thôi, tại nó làm cái bản tiếng Anh ha. K10 này thì anh chị em hiểu rồi. Tiếp theo đây là cái X6. X6 này sản phẩm cũng mới ra khoảng 2 tháng thôi, X6 mini. Thì nói chung thì X6 này thì cũng đã clip Khương đã làm test rồi. Các anh chị em nếu mà cái túi tiền hợp của mình sẽ chọn X6. Nếu mà không có khả năng, tại vì X6 nó cao hơn V8 một chút đỉnh nha, thấp hơn K10 nhưng mà cao hơn V8. X6 này cũng rất là sử dụng, là rất là tuyệt vời. Và Khương cũng đã có nhiều clip test X6. Tiếp theo đây, S8. S8 này thì tuyệt vời luôn, nó có chức năng cho mình cổng guitar ha.
Các anh chị em nếu mà có túi tiền tầm hơn 1 triệu 6 thì mua mua cái S8 này, K20 S8 này, nó có cổng mic lớn nè, có guitar và có cổng clip, và mình sử dụng được hai cổng clip luôn nha. Nếu mình có dây ba màu thì mình xài cổng clip luôn, là hai cổng clip. Đầy đủ cái tính năng hết. Nó hơi nhỉnh hơn H9 nha, nhỉnh H9 khoảng 10. H9 thì 9, chênh lệch cái độ hay. Còn đây là cái mẫu mới nhất, cái mẫu mới nhất đây. Mẫu này là K300 mới nhất, Khương chưa làm clip nha. Một lát Khương sẽ làm clip cách hướng dẫn cách ghim dây và sử dụng cái K300 này như thế nào. Vì Khương chưa dám khẳng định nó hay hay là dở hay là như thế nào. Khương không làm thì Khương không dám nói. Cái mẫu này Khương sẽ làm sao nha. Chuẩn bị làm. Tiếp theo H9. Phan để Khương nói cái K300 này thì Khương nhìn đến tổng quan nó nè, cũng là như như là S8, nhưng mà nó đa năng hơn S8, là cái chỗ là mình clip được ba cái máy luôn nha các anh chị, để cho mình sử dụng bán hàng nè, nó để gõ nè, clip ba máy, lấy nhạc máy tính, lấy nhạc mà dây nè, có hết, Bluetooth có, hai mic luôn nha, như H9 hai mic luôn, hai tai nghe luôn. Rồi đây, nếu mà các anh chị em có dây ba màu, các anh chị em có thể clip được bốn máy luôn nha các anh chị, bốn cái máy điện thoại được nha. Cái này thì Khương sẽ làm clip hướng dẫn sử dụng cho các anh chị. Tiếp theo H9. Ôi, cái H9 này thì các anh chị em hiểu Khương quá rồi ha. H9 này thì tùy theo hát, tùy theo mic, không quá 1,5 triệu, tùy theo cái mic của mình sử dụng nữa nha. Nhưng mà H9 này 2 năm nay thì Khương cũng gần 400 clip H9 cho khách trên toàn quốc, là clip để mình test cho họ luôn. Còn những khách nào mà không cho mình test clip trên YouTube là không tính. Còn những cái khách nào mà cho mình làm cho họ coi đồ của họ đã là hơn 200 clip H9 này trên của Khương rồi nha. Nên các anh chị em cứ gõ H9 Hoàng Khương, hoặc là H9 gõ số điện thoại của Khương là sẽ ra clip Khương test H9 này cho các anh chị. Và H9 này Khương cũng dự đoán nó sẽ tầm trung như K10, nó sẽ không xưa và nó dễ sử dụng cho người tiêu dùng, vì nó không quá 1,5 triệu, tùy theo mic nha các anh chị, nhưng mà không quá 1,5 triệu, nên các anh chị em rất là dễ sử dụng cái H9 này. Tiếp theo cái anh Econ Buds Pro thì các anh chị em khỏi bàn rồi ha. 5 năm nay Khương đã sử dụng và rất là bền hơn cả i16 MK2 MK3, thua xa Econ. MK2 MK3 nó chỉ có delay, nó có delay nhìn lặp lại tiếng thôi, nhưng mà hát clip và thu âm không có đường nào mà qua cái anh Econ này hết. Cái thứ hai là cái độ bền của anh Econ này thì các anh chị em đã sử dụng thì không cần bàn cãi nữa. 3 đến 4 đến 5 năm là không có nhúc nhích, vẫn còn hay bình thường. Còn mà cái anh MK2 MK3 mấy cái anh đó 1 năm mà là bắt đầu hư rồi đó. Hư mất cái chế độ vang rồi đó. Ảnh chuyên gia hư cái chế độ vang. Nhớ nha, các anh chị em có sử dụng thì lưu ý tìm những nơi nào gần nhất nè. Nếu mà chọn thì các anh chị em sử dụng thì nên chọn Econ Buds Pro đi. Vì Econ Buds Pro nó thấp hơn U16 MK3 khoảng 100 đến 200 ngàn, nhưng mà lại sử dụng lại bền hơn nha. Nên các anh chị cân nhắc cái vấn đề sử dụng này. Như vậy là Khương đã nói sơ qua 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái sao cạc này Khương đã thông dụng và bán rất là chạy và đã từng sử dụng rồi hết. Còn cái anh K300 này mới quá, mới về có 1 ngày thôi. Sản xuất mới quá, Khương sẽ chưa làm clip để Khương không dám khẳng định. Xong clip này Khương sẽ làm cách sử dụng và test trên điện thoại. Nhớ lại nha, các anh chị em nhớ kỹ là test trên điện thoại nha. Không có phải là hát bằng phần mềm nào hết nha. Tất cả toàn bộ những cái sản phẩm ở trên thì các anh chị em đã xem Khương hát trên điện thoại rồi. Còn cái anh này Khương chưa nha. Nên Khương sẽ làm lại clip lại cho một lần nữa cho các anh chị xem. Đây, sau đây là Khương đã làm toàn bộ chi tiết, nói rõ các sao cạc như các anh chị em nha. Khương không nói cái những sản phẩm mixer F4, F7, G4 nha. Clip sau thì Khương sẽ làm những mixer kia, tại vì Khương cũng nói rõ luôn. Những mixer kia thì mình chuyên hát karaoke, hát ăn nhậu. Rõ ràng là hát karaoke, hát ăn nhậu. Vì mình thu âm á, nó ví dụ như mixer F4, F7 các anh chị em cũng đã nghe trên mạng họ thu âm rồi, thua cả anh V8 luôn. Các anh chị em để ý coi, thu âm bài hát rất là tệ. Cái đó là chỉ hát cho mình karaoke, hát ăn nhậu, hát clip karaoke chơi thôi, vì nó cài giọng nhiều lắm, nó delay
nhiều lắm. Nếu mình không cho nó delay thì nó sẽ rất là nặng nha. Các chị nhớ kỹ nha, mixer. Clip sau Khương sẽ làm mixer. Rồi một lần nữa cảm ơn các anh chị đã ủng hộ Khương, tất cả các sản phẩm của Khương trong vòng 5 năm qua. Một lần nữa Khương kính chúc các anh chị em vui vẻ và hát hay. Và đặc biệt Khương nói lại một câu, các anh chị em tìm những nơi nào gần nhất để mua những sản phẩm này để mình test trực tiếp. Chứ mình mua qua mạng, đăng mic này thì bán mic kia. Ví dụ như đăng cái mic BM900 thì cũng đưa, nhưng mà đưa cái loại này loại kia rồi hạ giá xuống nha. Và đặc biệt là Khương nói lại nữa là Khương không bán hàng trên Lazada nha, với Shopee nha. Hai cái kênh đó là Khương không có đăng ký đóng thuế trên đó. Vì trên đó nhiều cái mặt hàng giá khác nhau. Ví dụ như cái cục này, có người thì bán 1.800.000, có người thì bán 1.500.000, có người thì bán 1.600.000, 1.700.000, 1.000.000 không chừng nữa. Thì các anh chị em hiểu rồi ha, 1.000.000 thì đã là nó xài như thế nào, các anh chị em hiểu nha. Thì Khương không nói nhiều, cái đó là cái kinh doanh, cái chiêu kinh doanh của mọi người, nên Khương không thể nào mà xen vào cái cách buôn bán của họ được. Nhưng mà Khương nói lại là các anh chị em nào mua trên Lazada, Shopee có gọi nhờ Khương giúp thì cứ nói thẳng cho Khương đi, em lỡ mua hàng ở đó đó rồi, giúp cho em, chỉ cho em cắm dây này kia. Chứ đừng có mà mua người đó rồi người đó không tắt máy rồi bắt đầu cho số điện thoại của Khương. Khương không có làm kỹ thuật trên Lazada, trên Shopee nha. Khương nói lại một lần nữa là Khương chỉ giúp thôi. Giúp điện cho Khương nói rõ ràng là mua chỗ đó rồi anh giúp em, rồi họ không được thì Khương sẽ sẵn sàng giúp từ A đến Z luôn, không bao giờ mà buồn phiền gì hết nha. Một lần nữa Khương cảm ơn các chị em rất là nhiều đã ủng hộ Khương 5 năm qua. Xin chào các anh chị.